Sự thật về quan bà Phan Thị Mỹ Thanh nuôi sân sau của chồng. Quý vị thân mến, khái niệm doanh nghiệp sân sau không còn xa lạ với dư luận trong nhiều năm qua. Đây là hình thức để các quan chức trong bộ máy nhà nước trục lợi thông qua việc nắm giữ cổ phần sở hữu được che giấu hoặc có quan hệ chi phối, tác động hỗ trợ để được chia lợi nhuận một cách thường xuyên từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm moi tiền ngân sách. Đa số người đứng đầu những doanh nghiệp này là người thân ruột thịt của người đứng đầu địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trong vụ án đang rất được dư luận quan tâm của bà Nguyễn Thị Như Loan, CEO của tập đoàn Quốc Cường Gia Lai, do dinh líu đến mua bán đất vàng đã hé lộ dấu hiệu của nhóm lợi ích gồm cán bộ lãnh đạo kinh tế nhà nước mà cụ thể là tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, quan chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường và thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án này cũng như rất nhiều vụ khác bị khởi tố, cơ quan chức năng đã phanh phui mối quan hệ đi đêm giữa doanh nhân, doanh nghiệp với những quan chức nhúng chàm. Thế nhưng sẽ thế nào nếu doanh nghiệp và quan chức là một, sẽ thế nào nếu mối quan hệ giữa doanh nghiệp và quan chức không chỉ là xin cho là lợi ích thực dụng mà trở thành lãnh đạo nuôi doanh nghiệp, công khai chống lưng cho sân sau của mình. Đó chính xác là những gì đã xảy ra trong vụ án Phan Thị Mỹ Thanh, cựu phó bí thư tỉnh ủy Đồng Nai. Bà Phan Thị Mỹ Thanh sinh ra vào năm 1965 ở Bình Dương, tốt nghiệp Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2009 bà Thanh là bí thư huyện ủy Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, kiêm giám đốc sở công nghiệp. Lúc này, bà đã dính phốt không chỉ đạo xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án khu tập thể nhà máy dệt thống nhất, trong khi đã thu tiền của các hộ dân và đồng ý để kế toán sở công nghiệp gửi số tiền còn lại của dự án vào công ty gỗ Tân Mai. Trong giai đoạn này, bà còn chân đạp hai thuyền, một chân là cán bộ nhà nước gương mẫu, trong ngoặc kép, chân kia thì bà Thanh ngồi lên ghế chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc công ty Cường Hưng. Công ty Cường Hưng thành lập vào năm 2008, đóng trụ sở ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Người đại diện theo pháp luật của công ty là Tổng Giám đốc Đỗ Tịnh, không ai khác chính là chồng của bà Thanh. Mà cũng phải thôi, có câu là thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Mà có điều chuyện này không lẽ cả huyện Nhơn Trạch Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị cấp giấy phép thành lập cho công ty Cường Hưng, không biết hay sao? Hay là có biết, có nghe, thế nhưng cả nể không dám lên tiếng, hoặc là cũng có thể bị quyền lợi đan sen chi phối. Dù sao thì sau đó, bà Thanh vẫn tăng tăng thăng tiến trên đường hoạn lộ. Từ năm 2011 đến năm 2014, bà Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, phụ trách khối đầu tư xây dựng và công nghiệp. Hai con dấu tha hồ mà hồ mưa gọi gió, ngang nhiên ưu ái cho công ty của nhà trồng được. Một ví dụ điển hình, công ty Cường Hưng giành được xuất chủ đầu tư dự án khu dân cư thương mại và dịch vụ tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dự án này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2012 và tháng 1 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cho dự án. Cụ thể, dự án có quy mô diện tích là 92.852,2 mét vuông. Đáng chú ý là quyết định này được ký bởi chính phó chủ tịch tỉnh, bà Phan Thị Mỹ Thanh. Tuy nhiên, đến khi dự án triển khai thì liên tục chậm tiến độ, chậm hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện, nhất là về thủ tục quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Từ khi triển khai dự án cho đến tháng 11 năm 2014, công ty Cường Hưng đã 3 lần xin điều chỉnh quy hoạch mà vẫn chưa thể triển khai được do quy mô dự án đã vượt quá 100 hectare. Hãy lưu ý rằng, với quy mô này thì quyền cầm cân nảy mực không còn thuộc về chính quyền tỉnh Đồng Nai mà phải được Bộ Xây dựng Thẩm tra, Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Vậy là thanh tra chính phủ vào cuộc và phát hiện ra rằng việc liên tục điều chỉnh quy hoạch theo đề nghị của công ty Cường Hưng khi chưa đủ điều kiện không những thể hiện sự tùy tiện của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng của địa phương mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước. Trách nhiệm chính thuộc về Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực không ai khác là bà phan thị mỹ thanh vì một lý do bí ẩn nào đó tỉnh lại cho phép tách một phần dự án tuyến đường giao thông do công ty cường hưng thực hiện và ghép vào dự án khu dân cư thương mại dịch vụ xã phước tân trong khi mà dự án giao thông này nằm trong quy hoạch chung hệ thống giao thông của tỉnh vì thế việc đưa một phần tuyến giao thông vào dự án khu dân cư thương mại dịch vụ xã phước tân là không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất không phù hợp với hình thức đầu tư ấy vậy mà phó chủ tịch tỉnh phan thị mỹ thanh vẫn ký văn bản xác nhận cả hai dự án đang được doanh nghiệp triển khai, thực hiện theo đúng tiến độ. Một lời nói dối trắng trợn. Ngoài ra, bà Thanh còn ký giấy cho công ty Cường Hưng được khấu trừ tiền bồi thường hỗ trợ và tái định cư vào dự án khu dân cư như là các dự án khác. Rồi thì cho phép tính chi phí xây lắp tuyến đường được gộp vào chi phí hợp lý của dự án khu dân cư để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Lợi đơn lợi kép, ăn dày ăn tất, ăn cả đất xung quanh luôn sau đó công ty cường hưng đã có văn bản xin không thực hiện nữa giữa làn sóng dư luận dâng cao về việc bà phan thị mỹ thanh tạo lợi thế trục lợi từ ngân sách cho công ty cường hưng mà chồng bà làm giám đốc không chỉ hô mưa gọi gió trong phạm vi được phân công lĩnh vực cụ thể bà này còn rất nhiệt tình chen chân vào cả những lĩnh vực khác điều kiện là trong đó công ty nhà bà phải có phần và được chia bánh ví dụ như là không được phân công phụ trách lĩnh vực giao thông vận tải thế nhưng vẫn ký ban hành văn bản cho phép công ty cường hưng được hoạt động kinh doanh bến thủy nội địa mặt bằng và vật liệu xây dựng rõ ràng việc bà thanh ký các văn bản trên là không đúng với chức trách nhiệm vụ do chủ tịch tỉnh phân công gây dư luận về việc tạo lợi thế kinh doanh cho công ty cường hưng để xảy ra hàng loạt sai phạm tại công ty cường hưng thanh tra chính phủ kết luận trách nhiệm trực tiếp thuộc về bà phan thị mỹ thanh phó chủ tịch tỉnh người ký các văn bản hành chính của tỉnh có giá trị pháp lý cao nhất. Chưa đủ, bà này còn cùng chồng trực tiếp tham gia quản lý, điều hành công ty Cường Hưng một số lần, mà việc làm đó lại vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng. Thanh tra chính phủ cho rằng cần phải được kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật. Không những dính líu tới lùm xùm lấy của người nhà, cụ thể là của nhà nước, chia cho người của nhà mình, bà Thanh còn có dấu hiệu nhúng chàm trong đại án của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn câu chuyện khó tin của Madame Nhàn diễn ra như thế nào, các bạn có thể xem video của chúng tôi dành riêng cho người này nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy nói về mối quan hệ giữa Madame Nhàn và Madame Thanh trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến dự án xây dựng bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Công ty AIC cùng với các đơn vị liên quan, ngoài chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty AIC là Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai là Trần Đình Thành và cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là Đinh Quốc Thái bị truy tố về tội nhận hối lộ. 33 bị can khác cũng đã bị truy tố về nhiều tội danh. Ngoài ra, còn nhiều cựu lãnh đạo bị xác định là có liên quan đến vụ án này. Do đó mà cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ để xử lý triệt đề. Tài liệu vào tháng 10 năm 2013 cùng với nhiều tài liệu kèm theo thể hiện chi phí mua sắm thiết bị y tế chuyên môn của bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai trị giá hơn 609 tỷ đồng. Thế nhưng chỉ 2 tháng sau, ông Cao Tiến Dũng, thời điểm đó là phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đã đề xuất phê duyệt điều chỉnh dự án. Trong đó, chi phí mua thiết bị y tế được nâng lên hơn 754 tỷ đồng. Theo đề xuất của ông Dũng, bà Phan Thị Mỹ Thanh, khi đó đang là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt điều chỉnh dự án. Trong khi đó, chưa lập danh mục thiết bị hoặc danh mục thiết bị chưa được thẩm định giá Thế nhưng nghiễm nhiên có một khoản chênh lệch 145 tỷ đồng từ trên trời rơi xuống. Một lần nữa, chúng ta phải nhắc lại rằng bà Đam Thanh là phó chủ tịch tỉnh, phụ trách khối đầu tư xây dựng và công nghiệp. Vậy thì thẩm quyền đâu để bà phê duyệt điều chỉnh giá trị thiết bị y tế chuyên môn? Hiện tại, kết quả điều tra chưa có căn cứ kết luận hành vi của bà Thanh dẫn đến hậu quả thiệt hại vụ án nên cần phải tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau. Thế nhưng trong một diễn biến ngoạn mục, với bề dày khuyết điểm như vậy, bà Thanh vẫn trở thành phó bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 với hơn 713.000 phiếu, cao nhất trong toàn bộ các đại biểu ở Việt Nam trúng cử trong lần bầu cử đó. Thế nhưng có một câu nói mà tôi rất thích dùng đi dùng lại, sau đỉnh cao là vực sâu. Vào cuối tháng 6 năm 2017, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã kỷ luật bà Thanh với hình thức cảnh cáo. Trong các buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai vào tháng 10 năm đó, rất nhiều người đã đòi bãi nhiệm từ cách đại biểu Quốc hội của bà Thanh vì các vi phạm luật phòng chống tham nhũng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Vào tháng 5 năm 2018, ban bí thư đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong đảng của bà Phan Thị Mỹ Thanh, đồng thời đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Thanh theo quy định của pháp luật. Sau đó, bà Thanh nộp đơn từ chức đại biểu Quốc hội và được cho thôi nhiệm vào ngày 14 tháng 5 năm 2018. Trong tháng đó, với tư cách là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, bà Thanh vẫn dự và chủ trì tiếp xúc cử tri. Nhiều cử tri đã chỉ trích các khuyết điểm và chất vấn gay gắt thì bà đáp: "Còn một ngày làm đại biểu Quốc hội, tôi cũng thể hiện hết trách nhiệm." Dư luận lên tiếng: "Không cần thể hiện hết trách nhiệm." chỉ cần có ý thức công dân là đã không dám hành xử sang bậy, trà đạp lên cả pháp luật lẫn điều lệ của đảng. Thật sự, nếu là bà Thanh, ngay từ đầu tôi sẽ xin lỗi cử tri, xin thôi làm đại biểu quốc hội, thôi phó chủ tịch tỉnh ủy vì tự thấy xấu hổ, không còn xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân, chứ không phải là đợi đến khi mất hết tất cả như thế rồi, dậu đổ bìm leo. Chuyện làm ăn theo kiểu sân sau quan chức luôn phải đánh nhanh thắng nhanh, khi mất chức thì coi như là hết thời, bởi vì doanh nghiệp loại này không phải làm ăn đàng hoàng, chân chính, cạnh tranh bằng tài năng trên thương trường. Cho nên, đối tác của bà Thanh năm nào là chị chị em em, thì nay lại lôi nhau ra tòa, chẳng còn gì cả. Lĩnh vực đầu tư xây dựng quá màu mỡ, béo bở, cho nên nhiều người sẵn sàng là đối tác với công ty gia đình của bà Thanh. Chuyện làm ăn của sân sau thì ai cũng biết. Lợi dụng quyền lực của mình để làm ăn, ban bố cho đối tác lợi ích, tay không bắt giặc. Một ví dụ công ty Cường Hưng của bà Thanh và Donacop ký hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án khu dân cư thương mại dịch vụ có diện tích gần 92 ha ở xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa với mục đích cùng nhau kiếm chác. Đến tháng 6 năm 2020, công ty Donacop khởi kiện đòi công ty Cường Hưng của nhà bà Thanh phải trả cho Donacop tổng số tiền hơn 811,9 tỷ đồng. Tòa tuyên công ty gia đình của bà Phan Thị Mỹ Thanh phải hoàn trả hơn 421 tỷ đồng. Thế là cả hai bên lại tiếp tục kiện. Thế nhưng, đó là việc của tòa. Còn từ chuyện này mới thấy điều đáng sợ là có nhiều sân sau như của bà Phan Thị Mỹ Thanh. Sự tồn tại của chúng khiến cho việc cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh giữa các doanh nghiệp trở thành một cuộc chiến không cần sức, mà phần thua luôn thuộc về các doanh nghiệp mồ côi. Không chỉ khiến cuộc chơi bất bình đẳng, cậy thế cậy quyền để o ép đối thủ là các doanh nghiệp cùng ngành nghề, các công ty sân sau còn núp bóng quan chức để bòn rút ngân sách nhà nước bằng nhiều phương pháp hết sức tinh vi. Gần đây, thanh tra chính phủ đã kiến nghị xử lý đúng pháp luật đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh về những sai phạm, khuyết điểm trong thời gian bà là phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai. Cùng với đó là vụ án AIC. Hãy cùng chờ đợi xem Madame Thanh sẽ trả cái giá đích đáng trước pháp luật như thế nào quý vị nhé. Quý vị thân mến, tương tự trường hợp bà Thanh thì nguyên thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cũng là một ví dụ điển hình trong việc lợi dụng chức quyền nhằm trục lợi cá nhân thông qua việc thành lập công ty để người thân quản lý. Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương, vị lãnh đạo này đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, chậm báo cáo, chưa tổ chức bàn giao giữa doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần theo quy định của pháp luật trong thời gian giữ các chức chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đèn điện quang. Bà Thoa cũng được xác định thực hiện mua cổ phần vượt mức quy định chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định theo điều lệ của công ty, chuyển nhượng phần góp vốn của nhà nước vào công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại điện quang nơi gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa nắm giữ tới gần 35% vốn điều lệ doanh nghiệp mà không báo cáo xin ý kiến chủ sở hữu, vi phạm quy định về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Với những sai phạm trên, ban bí thư đã quyết định miễn nhiệm chức vụ ủy viên ban cán sự đảng bộ công thương, thủ tướng chính phủ đã miễn nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ công thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Vâng thưa quý vị, trường hợp của bà Phan Thị Mỹ Thanh và Hồ Thị Kim Thoa chỉ là những câu chuyện đã vượt quá mức bình thường, cũng giống như căn bệnh nan y đã đến giai đoạn cuối, không thể giấu giếm. Trên thực tế, tình trạng này vẫn đang âm thầm tồn tại, gây nhiều hệ lụy tiêu cực, khiến xã hội bức xúc. Việc bổ nhiệm người thân giữ chức vụ quan trọng dưới sự quản lý của mình hay thành lập doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực mình quản lý trực tiếp đã và đang tạo ra sự bất bình đẳng hiếu công bằng trong cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Bởi doanh nghiệp sân sau đương nhiên được hưởng sự ưu ái về cả thương quyền, chính sách từ phía nhà nước hơn các doanh nghiệp thông thường. Để xử lý nghiêm khắc những vị lãnh đạo đang sử dụng sân sau làm bình phong đục khoét ngân khố quốc gia, Nghị định 59/2019/NDCP đã quy định rõ tại điều 83. Cách chức đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị có hành vi bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó mà đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. Như vậy, cuộc chiến chống tham nhũng tiếp tục được trang bị thêm công cụ để nhận diện từng hành vi tham nhũng và qua đó có các biện pháp xử lý nghiêm minh kịp thời. Điều đó cũng khẳng định rằng cuộc chiến chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.